Theo số liệu tháng 1 năm 2024 của bấtđộngsản.com.vn, lượng tìm kiếm đất nền tại Hà Nội tăng 110%, đất dự án tăng 77% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lượng tìm kiếm chung cư Hà Nội tăng 71%. Tương tự ở thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu tìm kiếm tăng từ 71 đến 73% đối với đất nền, đất dự án và chỉ tăng 59% đối với chung cư. Sản phẩm đất nền có mức giá dưới 2 tỷ đồng thu hút lượng quan tâm lớn nhất, chiếm 42%. Giá từ 2 đến 4 tỷ đồng đứng thứ hai với 24% mức độ quan tâm. Khoảng giá từ 4 đến 15 tỷ đồng có mức độ quan tâm dưới 15%. Tuy nhiên, đơn vị này dự báo ít nhất phải từ quý 2 năm 2024, thị trường đất nền mới phục hồi sức cầu. Phân khúc này sẽ không có tình trạng nóng suất ồ ạt như trước đây. Giao dịch chủ yếu cũng chỉ xuất hiện ở một số khu vực nhất định, chưa lan rộng. Phải đến năm 2025 trở đi, thị trường đất nền mới bước vào chu kỳ tăng giá.